Xin chào anh em San Virtu đây. Hôm nay em sẽ kể cho anh em một câu chuyện. Anh Minh là khách hàng của bên em đã kiếm được 5 tỷ một cách nhanh chóng và gọn nhẹ như nào. Anh Minh là một giám đốc công ty xây dựng. Khi mà anh ấy đến gặp em ấy thì anh ấy đang ở trong tình trạng rất là tồi tệ. Anh ấy đang nợ rất là nhiều, nợ ở ngân hàng này, anh ấy nợ ở đối tác kinh doanh của mình này. Anh ấy là một giám đốc công ty xây dựng và anh ấy thường xuyên là nhận những công trình xây dựng về cầu đường của các tỉnh. Lúc anh ấy đến gặp em ấy thì anh có chia sẻ là anh bây giờ đang trong tình trạng nợ nần và anh rất là khó có thể xin được các hợp đồng của các sếp. Những cái hợp đồng của anh là cần phải quan hệ với cả có mối quan hệ tốt với cả chủ tịch tỉnh chẳng hạn, hoặc là bí thư, hoặc là những cái người có quyền có chức. Và anh ấy nhiều lần anh ấy đi gặp những cái quan chức và anh ấy đều bị thất bại, và anh ấy phát hiện ra là bây giờ anh ấy cần phải thay đổi, không thể mãi như vậy được. Bây giờ cái lương nhân viên của anh ấy, anh đang nợ lương nhân viên tận 3 tháng rồi, và gần như là anh ấy đang ở trong tình trạng sắp chết đuối đến nơi rồi, sắp ngộp thở đến nơi rồi. Và anh ấy bảo là bây giờ anh cần phải thay đổi. Ngay buổi chiều ngày mai thì anh ấy sẽ được gặp một lãnh đạo, một chủ tịch của một tỉnh, và đây là cơ hội cuối cùng để anh ấy có thể xin được cái hợp đồng. Anh ấy mới đây anh ấy nghiên cứu ra là khi mà gặp lãnh đạo của các tỉnh ấy, hoặc là khi gặp các quan chức nhà nước thì không nên sử dụng điện thoại iPhone hoặc điện thoại Samsung, hoặc những điện thoại có camera, những điện thoại mà có thể ghi âm cuộc gọi một cách nhanh chóng và gọn nhẹ. Anh Minh anh phát hiện ra là khi gặp chủ tịch tỉnh hoặc là khi gặp những người lãnh đạo ở cấp cao thì cái bảo mật thông tin của họ là vô cùng quan trọng, và anh ấy nhận thấy là anh ấy không nên sử dụng những chiếc điện thoại iPhone hoặc những chiếc điện thoại Samsung khi mà đi gặp các lãnh đạo. Vì vậy nên là anh ấy đã đến gặp em và anh ấy mua chiếc điện thoại Virtu này. Anh bảo anh mua chiếc điện thoại Virtu này để mà đi gặp các sếp, thì đây là cái cơ hội cuối cùng để anh có thể kiếm được tiền và anh có thể giải được nợ. Khi mà anh ấy mua chiếc điện thoại Virtu này thì anh ấy cũng rất là lo lắng là không biết là cái cuộc gặp cuối cùng này nó có thành công không. Thì buổi chiều hôm sau anh ấy đi gặp lãnh đạo, và khi anh để điện thoại Virtu trên mặt bàn và anh ấy nói chuyện với cả lãnh đạo, anh ấy xin số điện thoại lãnh đạo, thì ngay buổi chiều hôm đấy một cái tin mừng đến với anh ấy cực kỳ lớn là anh ấy nhận được một cái công trình trị giá là 30 tỷ đồng. Và anh ấy tính toán hết tất cả các chi phí, quá tuần tuột tất cả các chi phí nhân công, lao động, nguyên vật liệu, và ngay cả chi phí lobby nữa, thì mất chi phí hết có khoảng 25 tỷ thôi. Anh ấy sẽ lãi ra được 5 tỷ đồng. Và ngay trong buổi chiều hôm đấy anh ấy đã chốt được cái hợp đồng đấy với cả vị lãnh đạo nhờ sử dụng chiếc điện thoại Virtu này. Anh ấy có chia sẻ là từ khi anh ấy sử dụng chiếc điện thoại Virtu để đi tiếp xúc với cả các lãnh đạo thì mọi việc cũng diễn ra cực kỳ suôn sẻ, nó khác hẳn so với ngày trước. Ngày trước thì các lãnh đạo thì thường không tiếp, không thèm gặp, nhưng mà từ khi anh ấy dùng điện thoại Virtu thì các lãnh đạo cởi mở hơn với anh ấy rất là nhiều, và nghe anh ấy nhận được rất là nhiều công trình. Bây giờ anh đã giải được hết nợ rồi, và bây giờ anh đang sống cuộc sống rất là sướng. Anh ấy vừa mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 2 tỷ. Và khi mà anh ấy mới đến gặp em ấy, thì anh ấy bắt đầu mua chiếc điện thoại Virtu đầu tiên trong hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà chiếc điện thoại Virtu đã giúp cho cuộc đời anh ấy được thay đổi. Có nhiều anh em ấy không đến mức như anh Minh là trong cái tình trạng mà nợ nần đầm đìa, nhưng mà anh em những anh em khác cũng chia sẻ là kể từ khi dùng chiếc điện thoại Virtu thì cuộc sống được sang một trang mới. Anh em được tôn trọng nhiều hơn, anh em được người khác kính nể nhiều hơn, và từ khi cầm chiếc điện thoại Virtu thì anh em đi làm việc với bất cứ ai thì mọi công việc nó đều vào việc suôn sẻ và dễ dàng hơn rất là nhiều. Ở trên đây là em đã chia sẻ một câu chuyện anh Minh, khách hàng của em. Anh em xem video thấy hay, thấy hữu ích thì ấn nút đăng ký kênh, đồng thời ấn thêm cái nút chuông ở bên cạnh để ngày mai em tiếp tục sản xuất video gửi tới màn hình của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.